Tất cả chú ý. Yeah. Đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính thưa anh minh các liệt sĩ, hôm nay 22 tháng 12 năm 2017 kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, đoàn đại biểu thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Minh Lộc, đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện Hậu Lộc, đồn biên phòng Đa Lộc, các cựu chiến binh xã Minh Lộc, lãnh đạo các thôn về tại đài tưởng niệm trước anh linh các liệt sĩ, hút mang niệm bắt đầu.